Inside Out hay Những mảnh ghép cảm xúc là bộ phim hoạt hình được sản xuất bởi hãng phim Pixar đã xuất sắc giành được tượng vàng Oscar danh giá vào năm 2016 với hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất. Và cuối cùng sau 9 năm, bộ năm cảm xúc cũng đã quay trở lại với khán giả, hứa hẹn một sự bùng nổ doanh thu ở các cụm rạp sắp tới. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tentacles. Trước khi đi vào bài review, chúng mình có một lưu ý nhỏ. Đây hoàn toàn là những cảm nhận cá nhân sau khi xem xong bộ phim tại buổi preview vừa rồi. Nếu các bạn có những ý kiến khác sau khi trải nghiệm, hãy comment ở bên dưới để chúng mình cùng bàn luận nhé. Không dài dòng nữa, hãy cùng đi vào tâm trí của nhóc Riley thôi. Let's go! Trước khi vào phần chính của video, hãy ôn lại một chút cả hai phần phim Inside Out nhé. Với phần 1 ra mắt vào năm 2015, Inside Out là một câu chuyện xoay quanh Riley cùng với năm cảm xúc chính trong tổng hành dinh não bộ, bao gồm vui vẻ, joy, buồn bã, sadness, sợ hãi, fear, giận dữ, anger và ghê tởm, disgust. Tại đây, mọi ký ức và cảm xúc của Riley sẽ được tiếp nhận và điều phối một cách chặt chẽ dưới tay của năm cảm xúc trên. Những tác động từ bên ngoài cũng như bên trong ảnh hưởng trực tiếp đến Riley đã khiến năm bộ phận bận rộn và bối rối hơn bao giờ hết. Xuyên suốt phần 1 sẽ là hành trình của Joy và Sadness trở lại với tổng hành dinh của Riley. Để từ đó, sau khi bộ phim khép lại, ta có thể nhận ra rằng hóa ra nỗi buồn cũng là một cảm xúc cần thiết và nó không hề xấu xí đến vậy. Đến với phần 2, khi mà cô bé phải trải qua quãng thời gian trẻ con và chạm tới độ tuổi 13, tuổi dậy thì với thêm nhiều cung bậc cảm xúc khác được hình thành, gây ra náo loạn trong tổng hành dinh. Từ đó, ta được gặp thêm 4 cảm xúc mới, lần lượt là lo âu, chán nản, xấu hổ, ganh tị và một chút thoáng qua của hoài niệm bà. Tiếp tục bước chân vào một môi trường mới cùng với sự xuất hiện của những mối quan hệ mới, Riley đã phải thay đổi bản thân để có thể hòa nhập. Kể từ đó, 5 cảm xúc cơ bản dần đánh mất vị trí ban đầu của mình, nhường chỗ cho các cung bậc cảm xúc khác mới hơn. Liệu khi lớn lên, những ký ức và cảm xúc cơ bản đó có là dư thừa? Nếu không thì vui vẻ, buồn bã, sợ hãi, giận dữ và ghê tởm sẽ phải làm cách nào để có thể vượt qua kiếp nạn này và giúp đỡ cô bé Riley trên quãng đường trưởng thành? Hãy cùng ra rạp để tìm câu trả lời nhé! Inside Out chính thức công chiếu trên tất cả các cụm rạp từ ngày 14 tháng 6. Vì đây là bài review phim chứ không phải tóm tắt, nên hãy chuyển vào phần chính của video này ngay thôi. Với thành công quá lớn của phần đầu tiên năm 2015, khán giả sẽ ngờ vực rằng liệu phần 2 còn có thể giữ được sức nóng khi cái bóng trước đó đã quá lớn. Hay đây sẽ lại là một trường hợp vắt sữa kinh điển như việc Disney làm với franchise Toy Story, hay gần đây là cách DreamWorks đối xử với cậu bé Po trong loạt phim Kung Fu Panda. Tuy nhiên, sau khi xem xong Inside Out phần 2, chúng mình đã phải thốt lên về sự sáng tạo cũng như cách các nhà làm phim tạo dựng ra cốt truyện và nhân vật. Vẫn với một tiếp nội dung tương tự như ở phần đầu tiên, nhưng vấn đề phần 2 đặt ra có chiều sâu hơn cả so với phần tiền nhiệm. Cứ nghĩ là đến thời điểm này, câu chuyện sẽ chỉ tiếp tục xoay quanh 5 cảm xúc cơ bản, thì nhà làm phim lại khiến chúng ta bất ngờ với 4 cảm xúc mới toanh, tạo ra một sự hỗn loạn đúng nghĩa trong tâm trí của Riley. Sau khi kết thúc phần đầu tiên, vui vẻ nhận ra rằng ký ức nào cũng quan trọng, cũng cần thiết cho sự phát triển của Riley. Thế nhưng, đến phần 2, cả năm lại tiếp tục gặp phải vấn đề cũ, đó là dập khuôn những suy nghĩ của cô bé, khiến Riley bị chèn ép mà không thể phát triển được bản thân theo cách mà cô bé cần. Chính vì thế, việc xuất hiện các cảm xúc mới như là một cú thúc cho dàn nhân vật cũ nhận ra lối mòn mà mình đang đi có thể sửa chữa một cách kịp thời. Để nói về cảm xúc mới thì họ lần lượt là lo âu, xấu hổ, chán nản và ganh tị. Cả 4 đã được khắc họa rất tốt, nổi bật hơn cả chính là lo âu. Với những gì được thể hiện trong trailer, lo âu được vẽ nên với một hình tượng hài hước hứa hẹn sẽ là một cây hài mới của bộ phim. Khi vào mạch truyện chính, lo âu thể hiện tầm ảnh hưởng của bản thân vô cùng lớn so với các cảm xúc còn lại. Nếu để diễn tả rõ nhất về cảm xúc mới này, đó chính là overthinking. Cách mà một người lo nghĩ, sợ hãi những thứ có thể chuẩn bị xảy đến một cách hơi quá và có phần vô lý cũng là một cảm xúc không mới xa lạ đối với những bạn tuổi teen. Hình tượng lo âu được các nhà làm phim khắc họa có thể coi như là một nhân vật phản diện chính với lối suy nghĩ khá cực đoan, đối nghịch hoàn toàn với nhóm cảm xúc cũ. We are suppressed emotion. Lo âu đã nổi bật như vậy nhưng không khiến các cảm xúc còn lại bị lù mờ. Tất cả đều được tạo cho đất diễn riêng, có chức năng và vai trò cụ thể trong câu chuyện, đặc biệt không hề bị thừa thãi. Chúng ta vẫn cảm nhận được một xấu hổ vô cùng tốt bụng và đáng yêu. Oh, you got a real sweaty palm there, buddy. Một chán nản mệt mỏi nhưng được cái cũng nhiệt tình. It's what you would call the boredom. Và một ghen tị nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết. Look at your hair. Oh yeah, not happy. Khắc họa dàn nhân vật mới là vậy. Thế nhưng đạo diễn luôn nhớ tới dàn nhân vật đã khiến bộ phim thành công ở quá khứ. Dàn cảm xúc cũ không hề lép vế. Qua câu chuyện ta có thể thấy được sự trưởng thành của từng nhân vật. Riêng khía cạnh này, phải gửi lời khen cho nhà làm phim khi có thể phân bổ đất diễn cho từng nhân vật một cách vô cùng tài tình, khiến tất cả các cảm xúc, cho dù là cũ hay mới thì cũng đều được tỏa sáng. Tuy nhiên, nếu để so sánh với phần 2015, điều mình không thích chính là ở phần 2 này sẽ không còn những phân cảnh đưa cảm xúc lên cao trào, tiêu biểu như phân cảnh mà Bing Bong biến mất trong làn khói mờ khi vui vẻ thoát khỏi vực thẳm. Mạch phim của phần 2 tập trung vào đẩy các drama xung quanh Riley cũng như giữa mọi thứ trong đầu cô bé, từ đó mà kịch tính và đẩy nhanh hơn ở những hồi cuối, phần nào để níu giữ khán giả tìm hiểu những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Các nút thắt của vấn đề được giải quyết khá logic và hợp lý, tuy nhiên cũng có lúc chúng ta cảm thấy bị hơi vội.
cũng dễ hiểu bởi bộ phim chỉ gói gọn trong vòng 1 tiếng 36 phút, khá là ngắn so với các bộ phim ở thời điểm hiện tại. Giá như có thêm một chút thời gian thì mọi thứ sẽ mượt mà hơn chút đi. Những bài học mà bộ phim để lại cũng là một điểm cộng mà chúng mình muốn nhắc đến. Không quá đao to búa lớn, thông điệp bộ phim mang lại hết sức nhẹ nhàng, dễ hiểu và đầy tính nhân văn. Đặc biệt, không những phù hợp với trẻ con mà cũng khiến người lớn xem xong phải suy nghĩ. Xuyên suốt bộ phim, câu hỏi được đặt ra khiến chúng ta phải suy nghĩ chính là có phải càng lớn chúng ta sẽ càng bớt niềm vui đi? Hay một thông điệp ý nghĩa khác, khi tất cả ký ức mà chúng ta phải trải qua trong quá khứ sẽ đều là một nhánh để tạo ra chúng ta của hiện tại. Ký ức nào cũng quan trọng, ký ức nào cũng cần thiết, nhất là đối với sự phát triển của những cô bé, cậu bé đang bước trên con đường trưởng thành. Đã hết lời khen cho phần nội dung, thì yếu tố âm thanh, hình ảnh cũng là một điểm cộng lớn trong phần phim lần này. Vẫn giữ đúng tinh thần của phần đầu tiên, hình ảnh bộ phim vô cùng rực rỡ, bắt mắt và thú vị. Không còn chỉ là những khung cảnh của vùng quyền lãng u ám, không gian của Inside Out phần 2 được mở ra rộng hơn và màu sắc hơn bao giờ hết. Ta sẽ được giới thiệu thêm nhiều khái niệm mới như là hệ thống đức tin, cây bản dạ, thứ tạo nên con người hay là vực cả khịa, vân vân và mây mây. Boy, are we so lucky we ran you guys. Wow. Ngoài ra, bộ phim sẽ còn khiến khán giả thích thú khi những nhân vật 3D đầy tinh xảo bên cạnh những nhân vật 2D ngày trước, thể hiện sự phát triển vượt bậc của công nghệ qua một thời gian dài. Nói về phần âm thanh thì không có gì quá nổi bật, mọi thứ chỉ ở mức là chấp nhận được, vừa đủ để đầy cảm xúc người xem, không có gì quá xuất sắc. À thì cũng như bao bộ phim thì Inside Out phần 2 cũng có một phần after credit thú vị nhỏ, đáng để ngồi chờ xem nốt đấy. Thêm vào đó cũng có những mảng miếng hài hước nhẹ nhàng, hơn hết là còn có cả Doraemon. Nếu bạn nhận ra thì comment ở bên dưới nhé. Ok, để mà nói thì Inside Out phần 2 sẽ là bộ phim nhẹ nhàng, mang tính chữa lành, tràn đầy năng lượng tích cực nhưng cũng không kém phần triết lý. Bộ phim đắt giá khi thành công đưa ra những sự bất an, sự biến đổi trong tâm trạng của một cô bé đang bước qua tuổi dậy thì. Xem xong bộ phim, hẳn sẽ có những người lớn cũng phải gật gù và bật cười thốt lên. À, hóa ra ai cũng phải bước qua những khủng hoảng tuổi dậy thì như mình. Đó là những bốc đồng, những lựa chọn sai lầm mà chúng ta sẽ mắc phải. Thế nhưng, đó là nền móng để tạo nên những phẩm chất, những đức tính đẹp đẽ, xây dựng nên một con người trưởng thành như chúng ta hiện tại, luôn hướng đến một phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Tổng hợp lại, chúng mình tự tin khẳng định Inside Out phần 2 là bộ phim xứng đáng để bỏ tiền ra rạp và trải nghiệm trong khoảng thời gian này. Một bộ phim mướt mắt, đáng yêu và tràn đầy năng lượng tích cực, phù hợp với mọi lứa tuổi. Các bạn nhỏ có thể đi xem và coi đó như một giải pháp để có thể đối mặt với độ tuổi ẩm mương sắp tới. Các phụ huynh có thể đồng cảm với sự phát triển cảm xúc bản thân ngày xưa, đồng thời hiểu hơn về tâm tư của con mình. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ thế này, thì ngày mà hãng phim công bố phần 3 có lẽ sẽ tới nhanh thôi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp lại cô bé Riley, nhưng ở môi trường còn rộng lớn và phức tạp hơn nữa. Còn nói về phần phim này, chúng mình xin phép đánh giá cao với 8.5/10. Hãy mau ra rạp và thưởng thức Inside Out phần 2. Bộ phim sẽ được chính thức ra rạp vào ngày 14 tháng 6. Và đó là cảm nhận của chúng mình sau khi xem xong Inside Out phần 2. Nhắc lại lần nữa, đây hoàn toàn là review mang ý kiến cá nhân. Nếu các bạn có những cảm nhận khác thì nhớ comment bên dưới để chúng mình cùng bàn luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, share, subscribe Tentacles để không bỏ lỡ video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.